Chị Lâm Mỹ Phương, thưa quý vị, là người bán bánh đặc biệt đông khủng khiếp. Get like, lấy số đàng hoàng, chứ không có chuyện mà chen ngang. Bây giờ trong vòng 3 phút, chị ấy sẽ làm một loạt bánh. À, có cái ăn rồi. Từ từ. Đây, né. Các anh chị nghệ sĩ, bóc số. Anh sao như đi khám bệnh vậy anh? Trước hứa mình đọc. Trời ơi, em đứng đầu. Chưa, đọc số mới biết đứng ngoài số mấy. Ủa gì kỳ vậy anh? Mình xếp hai hàng chứ. Ủa anh, sao anh không công bằng vậy anh? Ủa em có đầu tiên mà anh ơi anh. Nghe cứng. Trời, anh lấy cho gì mày. Gì vậy? Này của chồng em. Số này của chồng nè chồng. Rồi lùi 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 lùi. Hai vợ chồng mình đầu tiên. Lùi lùi lùi. Số ai nấy dùng. Vậy thôi anh đứng anh mua đi, em ngồi em đợi. Đây mỗi người được mua một cái. Bánh gì? Hình con gì? Hình chị Phương. Ôi cái hình gì quá trời luôn vậy? Siêu nhân cao. Siêu nhân cao. Đồng giá 5.000 một cái. Anh nhân bơ nha, anh nhân bơ. Có nhân bơ với nhân đậu phộng, em không để ý gì hết trơn. Anh ăn nhân đậu phộng. Em mà. Em bơ đậu phộng. Trời đất ơi. Dạ ăn con gì? Dạ em là hình ngôi sao. Em thích là ngôi sao. Thơm quá. Trời con muốn mướn dễ thương quá. Chị cho bơ nhiều quý chị. Rồi. Cái này phải có hoa tai dữ thôi à. Chẳng những em có hoa tai mà em còn có hoa chân luôn nữa. Bây giờ làm một cái bánh bằng chân đi nào. Rồi có luôn nha. Bằng chân mấy ngón nè. Làm cái chân dễ thương hơn. Chị ơi em chưa order. Dạ cứ kêu đi anh. Làm em con khủng long. Rồi. À chị em không ăn khủng long nữa, chị làm cho em con khác. Con gì à, cứ nói. Vợ em. Con vợ em. Con vợ em. Con nè. Vợ em là tuổi ngựa đó chị. À ngựa này ngựa có cánh không ta? Thì chị chứ nó có vỏ đó. Ô, còn trang trí nữa. Có ghi tên em luôn, cái gì nữa trời. Phương nè, Phương ngựa. Không, Phương nè, con ngựa. Bây giờ tôi sẽ ăn vợ tôi. Ngon không? Phương ngon không anh? Ngon. Tính xin miếng mà tại vì bạn nói bạn ăn vợ bạn, tôi không dám xin luôn. Gì đâu mà chồng đen nổi không anh? Không được, không được. Anh ơi, anh trời ơi, anh lên hỏng chân một cái là không biết sao luôn. Gì 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 gì, em không cần phải nhấn mạnh, anh lên hỏng chân không biết sao. Anh coi anh. Em một chiếc là làm bao nhiêu lâu? Dạ một chiếc thì làm trong vòng khoảng 1 tuần đến 2 tuần. Ủa mà những cái bộ phận này thì bạn kiếm ở đâu ra? Dạ một phần là mình có thể tự làm, một phần là mình có thể order từ bên nước ngoài về. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ anh bác thử em bao nhiêu tuổi rồi? Em hả? Em cũng xem anh chừng 30 đúng không? Cái gì? Cái gì? Xem anh chừng 30 đúng không hả? 30, tôi dưới 40 mà. Ai là số 1 20 giờ Chủ nhật trên kênh Phi Giải Trí?